Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Trung Quốc với diện tích rộng lớn cùng nhiều địa điểm gắn liền với những truyền thuyết huyền bí về các loài thủy quái, từ xưa đến nay vẫn là những ẩn đố kỳ bí chưa lý giải được. Chính vì vậy, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong video này. Thủy quái Đầm Trường Đàm, thần nông giá tương truyền, loài thủy quái này là nỗi ám ảnh của người dân giữa thôn Thạch Ốc Đầu, làng Tân Hoa và thôn Miêu Nhân Quan Trung Quốc. Từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, người ta đôi khi thấy sinh vật không xác định này nổi lên từ mặt nước, miệng phun nước. Cột nước cao hơn chục mét, sau đó phát tán thành khói xanh và thường sau đó sẽ có mưa. Tổng cộng có khoảng 20 lần được người ta trông thấy. Họ đều nói là sinh vật khổng lồ dưới nước. Tháng 7 năm 1985, Điền Thế Hải, bí thư thôn Thạch Ốc đầu đi qua nơi này, phát hiện ra mặt nước có sóng lớn, dưới nước có mấy cái đầu ghẻ lở phun những cột nước cao. Tháng 8 năm 1986, Trương Triệu Quang, người làng địa phương, đi qua nơi đây cũng gặp sinh vật giống như thế. Thủy quái hồ kính bạc Sinh vật bí ẩn này xuất hiện tại hồ kính bạc, thành phố Ninh An, Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Người ta nhìn thấy loài sinh vật bí ẩn này vào năm 1979, nhân chứng Cát Vĩnh Giang đã tận mắt nhìn thấy. Sinh vật kỳ lạ này bơi lội trong hồ. Cũng vào một đêm tối năm 2000, nhân chứng Lưu Vinh Giang cũng đã nhìn thấy một sinh vật bí ẩn cao từ 7 đến 8 mét xuất hiện giữa lòng hồ. Lần chứng kiến gần nhất được truyền thông báo cáo là vào ngày 5 tháng 7 năm 2006. Sáu nhân chứng đã tìm thấy một sinh vật có chiều dài 20 m bơi trong hồ cách bờ 40 m Một trong những nhân chứng đã dùng máy quay phim ghi lại. Thủy quái đầm long hàm, hồng hồ Sinh vật bí ẩn được ghi nhận xuất hiện 3 lần ở đầm long hàm, làng sông đàm, thị trấn Long Khẩu, thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Vào lúc 12 giờ đêm một ngày tháng 6 năm 1988, người dân đã nhìn thấy một sinh vật di chuyển từ phía Nam đến phía Bắc Hồ. Nó biến mất trong vùng nước sâu sau vài phút xuất hiện. Vào tháng 4 năm 1989, Viện Sinh học Thủy sinh tỉnh Hồ Bắc đã tiến hành một cuộc điều tra thực địa. Sau cuộc khảo sát, người ta kết luận không tồn tại loài sinh vật không xác định nào ở đây. Tuy nhiên sau đó vào tháng 8 năm 1998, một cặp vợ chồng lại tiếp tục nhìn thấy một sinh vật màu đen dài 4 mét xuất hiện trong lòng hồ. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2001, lúc 10 giờ tối, năm nhân chứng đã nhìn thấy một sinh vật bí ẩn xuất hiện trong lòng hồ và bơi lội khoảng 15 phút trước khi biến mất. Một nhóm thám hiểm đã mở lại cuộc điều tra vào ngày 26 tháng 5 năm 2001, tuy nhiên vẫn không thu hoạch được kết quả gì đáng kể. Mặc dù người dân trong làng đã cố gắng để bắt, nhưng cho đến hiện nay vẫn chưa có báo cáo nào rõ ràng. Thủy quái Hồ Đồng Sơn Sinh vật thần bí còn được gọi là rồng bí sơn thoát ẩn, thoát hiện tại Hồ Đồng Sơn, thị trấn Chú Mã Điếm, tỉnh Hà Giang, Trung Quốc. Người ta nhìn thấy nó lần đầu tiên vào năm 1980. Kể từ đó, sự xuất hiện của sinh vật chưa xác định này được ghi nhận thường xuyên hơn. Vào một đêm tháng 9 năm 1980, các nhân chứng trên tàu đã kể lại việc mình bắt gặp một sinh vật dài từ 4 đến 5 mét. Nó được miêu tả là có thân hình như rắn đầu to như đầu bò, có hai sừng và móng vuốt cùng lớp vải dày màu xám. Ngày 5 tháng 8 năm 1995, một số quan chức chính phủ đang khảo sát và học tập tại Bì Dương, Chú Mã Điếm, đã tận mắt chứng kiến một sinh vật bí ẩn màu đen bơi dưới nước xung quanh thuyền. Vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2001, hơn 100 nhân chứng cũng đã kể lại việc mình tận mắt nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ màu đen bơi lội hơn 10 phút trong lòng hồ. Ngày 29 tháng 5 năm 2007, nhiều nhân chứng cho biết họ nhìn thấy loài sinh vật kỳ lạ này. Theo lời kể của những nhân chứng này thì nó có kích thước lên đến 100 m. Không chỉ ở Trung Quốc, Thế giới huyền bí và đầy màu sắc trong thần thoại Hy Lạp không chỉ có những câu chuyện chiến công của các anh hùng, các vị thần, mà còn có vô số điều đáng sợ và kỳ bí về những con quái vật. Tỳ phong. Tỳ phong là một con quái vật trong thần thoại Hy Lạp. Tỳ phong được cho là một loại sinh vật to lớn với hình dạng kỳ lạ nhất từng được biết từ trước đến nay. Mình người với hàng trăm đuôi rắn khác nhau, cùng ánh lửa tóe ra từ đôi mắt, khiến bất cứ sinh vật nào cũng phải kinh hãi khi nhìn thấy. Tỳ phong âm mưu lật đổ Zeus để trở thành vua của các vị thần và loài người sau những cuộc chiến mang quy mô tầm cỡ vũ trụ, Zeus đã dùng sấm sét để bẹp tim phong dưới lòng núi lửa Etna. Từ đó, nó bị giam cầm mãi mãi nhưng vẫn tiếp tục khạc lửa với mong muốn được trả thù. Được mệnh danh là cha của các quái vật, tỳ phong được cho là nguyên nhân gây ra những cơn động đất, núi lửa để trả đũa thần Zeus. Hydra Hydra là con của tỳ phong. Hydra được mô tả là mang hình thù của một con rắn khổng lồ có nhiều đầu. Máu của nó có chứa chất độc và hơi thở của nó có mùi hôi đến mức có thể làm chết người. Văn học và thơ ca Hy Lạp đã nhiều lần nhắc đến quái vật Hydra với những phiên bản khác nhau. Nhưng câu chuyện nổi tiếng nhất là chuyện về con quái vật Hydra đã bị dũng sĩ Hercules tiêu diệt. Con quái vật Hydra này được biết đến với cái tên Hydra của Rena, bởi vì nó sống trong một đầm lầy thuộc vùng Renaera, Hy Lạp. Charidis Charidis là quái vật chuyên hút nước biển vào miệng rồi phun ra những xoáy nước làm hại dân thường. Charidis là con gái của thần biển Poseidon và nữ thần trái đất Gaia. Charidis được miêu tả là có khuôn mặt lớn, luôn phải uống một lượng nước biển lớn mỗi ngày. Khi quái vật này ở, sẽ tạo nên những xoáy nước khủng khiếp. Câu chuyện về Charidis gắn liền với quá trình vượt eo biển Messina đầy khó khăn của vua Odysseus, xứ Ithaca. Giữa một bên là xoáy nước khổng lồ Charidis và một bên là quái vật dán nhiều đầu Scylla, Odysseus đã vận dụng tài trí của mình nhằm cân bằng hướng đi của tàu vượt eo biển thành công. Chimera. Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera được cho là con quái vật xấu xa và đáng sợ. Là anh em của Hydra và Sebirut, quái vật này thở ra lửa, có đầu và thân của sư tử, đuôi là một con rắn. Trên lưng nó mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Sau này, Chimera bị người anh hùng Bellerophon cùng ngựa thần Perasut tiêu diệt. Sebirut Trong thần thoại Hy Lạp, trong thần thoại Hy Lạp, Sebirut là con chó săn ba đầu của Hades với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Dù phải trông coi địa ngục, Cerberus vẫn ao ước có được một cái đầu người. Điều đó chứng tỏ Cerberus có nhiều nhân tính chứ không hoàn toàn là thú vật. Minotaur. Minotaur là quái vật nửa người nửa bò. Truyền thuyết kể rằng Minotaur là con của Pasiphae, vợ vua Minos và bò được Cretan Sau này, Minotaur bị anh hùng Theseus giết. Chính Theseus đã đích thân tìm Minotaur và chiến đấu để bảo vệ người dân thành Athens. Khi đến đảo Crete, con gái của vua Minos đã phải lòng Theseus và tự nguyện dẫn đường cho người hùng xuống mê cung để chiến đấu với Minotaur. Sau khi sát hại quái vật thành công, Thế Út lại chọn con gái khác của vua Minos là Phaedra làm vợ. Cyclops Cyclops là quái vật thần thoại nổi tiếng với khuôn mặt chỉ có một mắt, mang hình dáng của loài tinh tinh khổng lồ, đầy lông lá. Cyclops được xem là những kẻ chuyên làm vũ khí cho thần Zenith, giúp thần lật đổ sự cai trị của Cronus, là một trong 12 vị thần khổng lồ Titan. Trên thực tế, Cyclops còn sản xuất nhiều vũ khí cho các vị thần khác như cây đình ba của thần biển Poseidon, cung thần của nữ thần Artemis và chiếc mũ bóng đêm của thần Hades. Người cá Siren Truyền thuyết kể rằng người cá Siren là những sinh vật mang hình nửa người nửa chim và có giọng ca hết sức tuyệt vời. Một lần, nữ thần Hera tổ chức một cuộc thi hát giữa những người cá Siren và 9 nữ thần Muset, những nữ thần âm nhạc là con của thần Zeus và thần trí tuệ Mnemosyne. Không may là các mỹ nhân ngư Risen đã thua cuộc và lông vũ của họ đã bị thần mu xét vặt sạch để làm áo như một chiến lợi phẩm. Không có lông vũ, các siren không bay được nữa và phần dưới dần dần biến thành đuôi cá. Tương truyền, nếu người thủy thủ từ chối tình yêu của siren, họ sẽ gặp vận rủi rất nguy hiểm. Khi siren bị đả thương thì cả phi hành đoàn cũng sẽ gặp hàng loạt chuyện không may mắn. Tuy nhiên, người cá vẫn được xem là loài sinh vật hiền hòa trong huyền thoại và tự nhiên. Griffin Griffin là sinh vật thần thoại Hy Lạp đường miêu tả là quái vật lai giữa sư tử và đại bàng. Với mình là sư tử, con cánh và đầu là đại bàng. Truyền thuyết nói rằng Griffin là vua của tất cả các loài động vật. Vì cơ thể chúng là sự pha trộn của chúa sân lâm và vua của loài chim. Griffin thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học, các bản vẽ thời Hy Lạp thời cổ đại. Medusa Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ vô cùng hung dữ. Theo truyền thuyết, trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh cực kỳ quyến rũ, vì thế, Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn cả nữ thần Athena. Sắc đẹp của Medusa đã thu hút Poseidon. Khi Poseidon theo đuổi, Medusa đã chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng ở đây cô sẽ được nữ thần bảo vệ. Nhưng dù cô có cầu xin Athena thì Medusa vẫn không thể thoát khỏi tay Poseidon. Sau đó, Athena biến nàng Medusa thành nữ quỷ có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào đôi mắt trên người đó, biến mái tóc tuyệt đẹp của nàng thành thân rắn tay của Medusa là bằng đồng, móng sắc hơn dao. Từ đó, Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp, chẳng ai còn dám đến gần. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.